rồi lập đi để chúng ta rút đi. Học hành rồi ra không kỳ vậy. Chết luôn. Phải đi phụ ứng lại. Rồi, qua đây. Cái quan trọng là cách ăn ở tức là phải về phải siết ổng mới được, phải cho ổng là ăn uống trở lại khớp không khí, rồi là chườm đá. Mày chườm đá là tụi em phải làm nha, ổng có làm được đâu. Như ông nhà ở nhà tôi là bố tôi là tôi bắt mấy em phải làm hết, tại vì mấy ông cũng làm được đó. Mấy ông bây giờ tới giờ là lù lù rồi, nhưng mà làm riết vậy đó, cái ông cho nó bây giờ giống như giờ là máy lời vậy, còn mà được như hay nhiêu chứ mà mình đâu có, tại vì đó coi cái gọi cái xương nó chầu chục á, nguyên một cái làng đại bác tàn nát hết trơn, nào gai nào dính khốp rồi. Bên tay đâu có gì hết, chỉ giảm đau là nguy hiểm. Nó bị sau này nó bục xương nó làm ảnh hưởng. Bây giờ em là mấy cố gắng làm sao mà em học được đó thì em phải cho cái cách gì đó. Rồi bước xuống để cháu đi thử lại. Đúng rồi đó. Rồi bắt đi đi. Cái này hôm nay là quan trọng nhất cho hai cô đồng. Rồi, đi đi, nó lên. Con bắt chụp chuột đó. Ủa, đi đi. Cười đó, cái mặt nó cười. Ghê khổ. Ghê khổ. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.